bây giờ là set thứ tư, không đều. Một đều. Chết đánh hà không chết tục. 2-1. Hai đều. Thank you.
Bảy đều, chúng ta đang ở những giây phút cuối cùng của set thứ tư. Và vừa rồi là hồi anh trả bóng nhưng có gài điểm rơi. Khác cái chuyện anh đưa vào ngay tay thì quả là anh sẽ cắt. Để đó là rơi cắt. Mặc dù là bị hố gài nhưng mà phải gài cái điểm rơi lại cho đối phương. Mà... à, một quả vẩy bất ngờ. Ngoài dự kiến. 9-7. Cơ hội đang có nghiêng về cho Hồ Anh Chiết ở set thứ tư này. Mười bảy. Rất vất vả. Như vậy là đã xét, Hồ Anh Chiết đã có xét đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay. Có vẻ như là anh đang sử dụng cái chiến thuật là dụng cho đối phương ăn trước 3 xét, sau đó đánh lại 4 xét sau. Đúng như lần trước. Đó.